Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng dầu bán lẻ trong nước tiếp tục đợt giảm giá thứ 7 từ đầu năm. Mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 613 đồng, xăng RON 95 hạ 621 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm 126 đến 502 đồng 1 lít kg tùy loại. Cùng với động thái giảm giá, nhà điều hành cũng trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng E5 RON 92 400 đồng, RON 95, dầu hỏa, dầu diesel là 1.400 đồng và mazut trích 200 đồng 1 kg. Kỳ điều hành lần này tiếp tục không chỉ sử dụng quỹ bình ổn. Cơ quan quản lý cho rằng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý để có dư địa điều hành giá xăng dầu những kỳ tiếp theo trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 tối đa 11.343 đồng 1 lít, RON 95 không quá 11.939 đồng, dầu diesel là 10.823 đồng.